Nhưng xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua phải đã rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt hôm nay là một cái câu chuyện tiếp theo, hai chị gái ở một tỉnh rất xa về đây là nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin để tìm một người cháu họ dạ cùng quê. Hiện nay thì cái câu chuyện nó vô cùng phức tạp. Trong suốt quá trình thời gian vừa qua thì anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp rất nhiều các trường hợp, rất nhiều các chị gái hiện nay đã sập bẫy bị lừa. Đây hôm nay thì thực sự là hai cái câu chuyện này vô cùng phức tạp, chưa biết là câu chuyện này như thế nào. Rồi xin phép chào hai chị gái nhé. Rồi chào chị Áo Vàng, chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Tôi tên Nguyễn Thị Rớt, sinh năm 1972. Ở ấp Xóm Cối, xã Thạnh Hải, huyện Mũi Cà Mắc, tỉnh Bến Tre. Cảm ơn chị. Nay tôi lên tôi cũng nhờ đội anh em đội hợp sĩ giúp giùm tôi tìm là tên Nguyễn Vũ Linh, ổ bậy Phạm Vũ Linh. Sinh năm 1985, Phạm Chí Linh, sinh 1985, nó cũng ở cùng quê. Mà hôm rồi thì nó có, tại tôi là cô của nó. Cô luôn, cô tố cháu luôn hả? Cô, rồi nó mới nói là, sớm thôi. Cô Tám ơi, giờ con mắc nợ là, cũng như là nó hỏi bật nóng giữa người ta, mắc tiền. Nó nói thôi cô, có tiền cô đưa cho con hỏi đi, rồi con đóng tiền lời cho cô xài. Nhà con đóng cũng như rẻ hơn bên kia vậy đó. Thì tôi mới nói thôi nói vậy cũng được, cô cho con mượn tiền con muốn con đưa bao nhiêu con đưa. Rồi tự nó cũng có đưa tiền lời tôi đâu 20 triệu nó có đưa nha. Là lần trước 20 triệu. Rồi lần sau quá là nó nói cô Tám ơi giờ con cũng như có hàng bạn nào của con hàng bạn gì của con á là hỏi tiền của con hỏi giùm nó tả nhà nước là 10 triệu, rồi cô mới đưa cho nó đi, rồi nó tả xong rồi, 20 triệu chứ, tôi nói lộn xin lỗi nha, 20 triệu, rồi nó tả xong rồi nó mới dây lại nó tả lại cho cô liền, tôi nói giờ tao không có tiền, cái nó còn nói cái tôi mới nói giờ má tao có tiền mà bà chuẩn bị mới đi mổ tim, mà bà có mấy chục triệu má tôi 85 tuổi rồi để vô tao mượn đỡ của bà tao đưa cho mày, rồi cũng như tôi thấy nó không tả nhà nước cơ vậy đó, rồi mày cho bao nhiêu bà cho. Tại vì bác cũng già tội nghiệp bà. Cái vô tôi mới nói vú ơi vú có tiền rồi vú cho con mượn 20 triệu đi rồi con đưa cho thằng Thổ đi rồi mốt có cho tiền lời bà mua cái gì bà ăn mà mua. Rồi cái tôi đưa nó 20 triệu. Cái vài bữa sau của nó nói hôm giờ nó kẹt hay mà nhỏ nào đó 10 triệu nữa. Cái tôi lấy tiền tôi đưa cho nó 10 triệu nữa. Rồi cái đầu cái nó nói sao cái nó nói lần nữa nó nói giờ con nhỏ con Yến con của hai thằng Phương á hỏi về 10 triệu tháng thì nó đồng lãi cho cô xài thì 10 triệu của họ con Yến nha thì mỗi tháng nó có đăng thiệt còn 30 triệu này là từ hồi lấy cho tới giờ là hồi năm rồi cỡ tháng 8, tháng 9 là năm rồi á tháng 9, tháng 10 gì đó mà lấy tới năm nay là nó không có trả tôi mà mỗi lần tôi lồi nó rồi hỏi mới nói để nó hốt thụ nó trả tôi cái mới đầu cái tôi nói em bây giờ mày nói thằng bạn nào mà đòi mà thiếu mày hỏi giùm á mày trả cho má tao đừng má tao đi mổ tim cái nó dẫn tôi xuống với cái nhà của thằng Giao với thằng Thiện á mà nó gạt thằng Giao nó không có mượn cái đầu tôi mới xuống tôi đòi thằng Giao nó mới điện nó nói tao đâu có mượn tiền mày hồi nào gì đâu mày nói vậy này kia nọ anh em có giúp mày gì chứ giúp thì tao giúp rồi cái đầu cái gì tôi nói nó cái nó nói cái thằng tên ông Thung á nó đưa cho thằng ông tên ông Thung mượn cái tôi nói mày dẫn tôi lên tới đó là tao lấy tiền gì cho má tao tại bả đi mổ tim tới rồi mày làm gì mày chỉ tùm lum cái đầu cái chỉ này là thằng ông Thung Hùng cái tôi kêu vậy cái nó không dẫn cái để cũng có tháng hai tháng sau cái nó nghe cái thằng kia bể nợ tốn mà kia nó nói vợ thằng kia cái tôi nói vợ mày thằng nào không biết mày hỏi mày lấy thì mày có tả ra đâu chứ bà Sáu mày bà già bà bệnh mà giờ tự nhiên mày không tả rồi cái vậy cái tôi mới lấy tiền tôi tả cho má tôi rồi cái tôi đòi nó mỗi lần đòi nó cái nó nói là để nó tả có một lần nó hốt hụi bà dân nè tôi nghe nó hốt cho hụi 3 triệu đó là cách mấy bữa đó là tôi nghe nó hốt cho hụi 3 triệu đó thì tôi mới qua tôi mới điện thoại tôi đòi tôi nói Thổ ơi Thổ cô Tám nói bị nó ở nhà thì nó tên Thổ còn nó giấy tờ nó tên Phạm Chí Linh. Rồi tôi mới nói Thổ ơi Thổ con hốt hội cô dân á nghe nói con hốt hội mà giờ thôi con nhín con tả cho cô chút đỉnh cô xài chứ còn nếu như con không có tả đủ thì thôi con hốt hội mua xe thì cô tả cho cô chút đỉnh cô xài chứ cô giờ cũng kẹt không có tiền cái nó chửi tôi đu đi mẹ bà
ai nói bà tôi hốc hội này kia, rồi nó chửi tục chửi tiểu, không lẽ giờ tôi lên mạng tôi nói cái tục tiểu ra thì nghe mất lịch sử đúng không, rồi nó đòi đâm tôi, đụng mẹ tôi đâm mà chết đĩ mẹ bà luôn, đụng đĩ mẹ bà, chửi nát tôi, chửi nhiều lắm, mà chửi tục dữ lắm nha, mấy chỗ dụ tục tôi không nói ra được, mà nó chửi tôi quá trời luôn vậy, nó đòi đâm tôi, cái tôi nói mày ngon mày lên đây mày đâm đi, đàn ông nè, mày ngon mày lên đây mày đâm tao đi, mày nói vậy ha, tao vô tao nói vui, bị thằng vui ông già nó là em của tôi, tao vô tao nói vui cho vui nghe, cái nó nói đụng mẹ bà nói kêu cha hai quyện lên dạy nói tôi chưa sợ, đừng nói bà vui, hai quyện hai quyện là ông nội nó chết trời đất, năm rồi thành nơi thua đụng mẹ bà hả, tôi đâm chết mẹ bà luôn, tôi nói bà nó chửi nhỏ này tôi đi ở tù tôi đâm bà ở tù, tôi nói bà tôi thấy là tôi đâm bà chết mẹ bà luôn á, kể tính nói nhỏ này không có chồng con vì tôi có mình tôi á, con nó ở nước ngoài. Ồ vậy là thanh niên này gụ chị rồi, rồi nó chửi tôi vậy đó, rồi cái tôi rồi vậy cái nó lấy vậy cái bắt đầu cái tôi cũng tôi đòi nó, cái tôi nói giờ trả tôi, cái nó nói cái bắt đầu cái mấy bữa sau tôi cũng đòi đó nha, cái là thôi để gán vài bữa đi rồi con đưa cho cô, con đưa tiền lời cho cô xài, nói vậy á, rồi cái tiền dừa của tôi á là ngoài vườn ngoài kia người ta bẻ bị tôi cho nhỏ cháu nó ở đậu ngoài á, nó bẻ bán được 210.000 rồi cái nó mới vô nó gửi cho thằng nó gửi cho tôi, cái nó cũng lấy luôn, là tổng cộng lấy tôi nội vô hết là 45.210.000 đó, nhưng mà nó làm giấy làm tờ ký tên á là có 40 triệu, còn 5 triệu kia nó mượn là cũng như kia nó mượn đỡ rồi nó không có ký tên rồi sao đó là tiền vừa tôi nó lấy luôn rồi xong tôi, rồi tôi cũng mong đội hiệp sĩ là cũng giúp đỡ giùm tôi để tìm được số tiền đó, nếu chứ mà cũng ở quê cực khổ tôi cũng làm vô tiền thân á, thì giờ tôi cũng gọi là tiền chị là gọi là mượn của bà mẹ hơn 80 tuổi chuẩn bị gọi là gần đất xa trời, là mượn bả là 20 triệu đúng không, còn kia của tôi để cho người ta mượn xong đến giờ phút này nhận lại những cái lời mà chị mới đúng không, chửi tôi trong hỏi này chị mình hiện nay mình có chồng không, tôi có chồng mà chồng tôi thôi thôi là ly hôn ha, ly thân độc thân ha, chị mình chồng nói thật tôi, đi chồng tôi có vợ khác rồi không, mình có tình cảm với thanh niên này không, không có không có thiệt không, thiệt luôn, tôi cam kết luôn, con cháu rồi, con cháu là... mà họ xa rồi, mà tôi có cái gì tôi chịu hoàn toàn tử thần luôn, chị nhiêu tuổi rồi, mà làm gì tử hình, chị nhiêu tuổi rồi, tôi á, nay tôi năm sinh 72, 1972, 972 còn ngon, mà tôi nói tôi mà có tình cảm gì nói cái gì là tôi chịu giúp lực, 1972, 1985 này còn ngon, tranh nhau đâu nhiêu đâu, đúng không, mười mấy tuổi à, đúng không, này nếu mà chị em thì thành vẫn bình thường. Nhưng mà có không? Không. Không ha. Không. Nhưng mà thực sự là thanh niên này có tình cảm với chị hay không thì chị không biết. Nhưng không với chị có luôn, không có tình cảm gì luôn. Ghét cái mẹ đó, tình cảm. Nó chửi tôi hoài, tôi mỗi lần gọi tiền nó chửi tôi. Chửi mà... chó. Chửi nhưng mà nhìn chắc đẹp trai đúng không? Thanh niên này nói chuyện mê không? Nói chuyện đây hay không? Nói chuyện... Thì hồi nó lấy tiền nó ngọt lắm. Nó nói cô tám rồi nó ngọt kêu thằng cô. Có lúc nào gọi chị tám không? Nó bị nó dây nó kêu tôi thằng cô. Bà cố của nó á. Là chị của bà nội tôi. Nhưng mà cũng xa rồi. Cũng xa. Nên nếu mà lại có lái nó thì cũng bình thường. Chứ nó gạt người ta dưới thì nó gạt. Rồi cho hỏi thế này. Mình đã vui vậy thôi. Chị là chị tám hả? Hiện nay là chị biết được thông tin cái thanh niên này đang đeo mắt kiếng này, nhìn ăn mặc rất sang trọng. Không nên lịch sự ha. Lịch sự. Thanh niên này hiện nay lừa nhiều người chưa? Chị biết không? Thì ở xóm đó nhóc người ta nhóc luôn. Nói chung quy là ở thành phố khai nói cho ai biết thành phố là nó có giật người ta về dưới quê rồi. Sao theo chị biết được lừa nhiều không? Ta biết vòng vòng ở đó giờ miếng bị hồi đó tôi không biết nó thiếu nợ nhiều vậy. Mà khi nó đi rồi là tá quả ra người nào trốn rồi cũng bỏ nó. Bây giờ nó còn trốn rồi nè. Vợ con đâu rồi chị? Nó cũng như cái này là nó có sắp xếp trước rồi. Cũng như là như cái kiểu mà dụ nó mượn tiền tôi đi mà tôi đòi nó mà miếng tôi mà mỗi lần tôi đòi nó thì nó chửi, nó nói là cũng như là đòi người ta nghe này kia nọ, nó mà ăn không được mà nó chửi tôi mà tôi đâu dám để nói ai, thì thành ra người nào cũng bị lừa vậy. Nó thế là ai nó cũng chơi cái bài như vậy đúng không, ai chơi ngoài đúng rồi, cái bài đó vậy đó, rồi tới chừng mà bể ra rồi cái người nào cũng đi kiếm là tá quả cả đống, chứ giờ cũng đâu có ai biết nó là thiếu ai. Nên là có đường giờ này là cái người ở đậu nhà chị ấy, bé là có hơn 200.000 tiền dừa. 210.000 cũng đưa hết cống hiến luôn cho cái anh đẹp trai này rồi. Tiền dừa đó là của tôi. Rồi nó mới gửi cho thằng nó đưa cho tôi. Tại vì nó có con nhỏ nó đi ngang nó gửi, nó nói anh Thảo đưa cho cô tám giùm. Rồi cái đầu cái nó cũng lấy luôn.
nó không trả tôi luôn. Tôi xuống tôi đòi nó là nó kẹt, nó mượn vài bữa, nó nói vậy. Gọi là, gọi là thanh niên này này chơi cũng bẩn tính, ăn từ quả dừa, đúng không? Ăn đến bà già. Đúng rồi. Này thua. Đó. Rồi má tôi cuối cùng á, tôi phải ấy tiền tôi trả lại cho má tôi. Cuối cùng là mà y nhà má chị là 85 tuổi đã mổ chưa? Mổ rồi. Ok chưa, ổn chưa? Ổn rồi. Đi mổ mạch vành tim á. Vậy là ổn rồi đúng không? Ổn rồi. Vậy là cũng may mắn này ha. Thôi nói chung là trước mắt thì coi là Việt Nam Airlines xin kính chào quý khách. Số tiền này đã ra đi nhưng mà được cái sức khỏe má chị hiện nay là tốt rồi. Khỏe mà. Đúng không? Vậy là cũng là may mắn rồi. Xui nhưng mà cũng may mắn ha. Rồi, xíu nữa em sẽ nói chuyện chị sau nhé, chị Tám ha. Rồi, xin phép chào chị gái bên này. Chị có thể chị giới thiệu họ tên đầy đủ là gì? Em là... chị tên là gì? Em là Phan Thị Vân. Phan Thị Vân nha. Ồ, tên đẹp lắm. Phan Thị Vân. Chị nhiêu tuổi chị Vân? 50, năm 1974. Ồ, 50, 50 trông như là U40, trẻ vậy. Chị hiện nay đang làm công việc gì chị Vân? Nhà giữ cháu nội. Ồ, đã có cháu nội rồi. Cháu nội rồi. Trong... tin này mà cháu nội hả? Thiệt đúng không? Tay 30 rồi. Trai 30? Tay 30. Ồ, chín đỏ trước, trước lấy chồng sớm à. 19 tuổi. Sao lấy sớm dữ rồi? Hồi đó cha mẹ gả mà. Ờ, gả có yêu không? Không. Không yêu, không yêu về sau lấy nhau có yêu không? Yêu. Yêu, yêu với có con. Kì à? Đúng rồi. Nhưng mà đêm chắc là thủ thủy, ông xã ông thủ thủy tốt ha? Tốt. Giỏi, vậy là rất may mắn ha. Ông xã thì tốt. Mình là được mấy người con rồi? 3 người. Mấy trai mấy gái? Hai gái một trai, có nhỏ giữa thì bệnh não. Ồ. Chị có đứa giữa bệnh não hồi 2 tháng tuổi tới bây giờ là 21 tuổi. Dạ, có ổn không? Nó không biết gì hết á. Chị nuôi suốt. Cực lắm, khổ lắm, nói chung quy cực khổ lắm. Não thì khổ rồi. Mấy chục năm rồi ha? 21 năm. Vậy 2 tháng là nó bị lờ tới giờ luôn. Không điều trị được hả? Đi dữ lắm, nợ nần tùm lum. Thì cũng mình mà mắc nợ mình cũng phải tả hết rồi. Nhưng mà con thì nó không hết bệnh. Nó cũng vẫn vậy á. Đôi khi số phận con người ta. Số phận. Thôi được rồi, cái chuyện mình bỏ qua ha. Hôm nay chị với chị Vân, chị với chị Tám chị Vân với chị Tám đến đây nhờ anh em chị Bình Dương là hôm nay chị em mong chị là nói chuyện rõ hơn. Rõ hơn chị Tám ha. Chị trẻ hơn chị Tám không? Nhỏ tuổi hả? Nhỏ hơn mấy tuổi? Nhỏ hơn 2. 2 tuổi. Em nhìn trẻ dữ. Bây giờ lấy chồng chắc còn lấy chục ông nữa. Bậy bạ quá. Trẻ dữ không? Con người trẻ. Đừng nói vậy ông xã, ông nghe ông buồn. Lên lấy chuyện chục ông không buồn. Bình thường có gì buồn. Bà này chồng, đi ra bà, người ta bà, nói vậy á. Vợ càng trẻ chồng càng yêu nha. Bình thường gì đâu. Còn lấy không cho mình. Đúng rồi. Đúng không? Ai ép? Không ai ép mình hết. Đó chị Vân ha. Này chị quê gốc Bến Tre luôn hả? Bến Tre, quê gốc Bến Tre luôn. Sinh nhà Bến Tre luôn ha. Cho mà hôm nay chị về đây nhà em hiệp sĩ Bình Dương cùng với chị Tám Rồi cái câu chuyện của chị nó làm sao? Câu chuyện của chị là nó tên Thổ. Tại vì biết chứ anh Độn đó, Thổ đó là kêu bằng Thổ không à? Thổ là Độn Thổ rồi. Độn Thổ. Thì nó giờ là Phạm Chí Linh. Không, tên này em nghĩ không phải Phạm Chí Linh đâu. Nó là Độn Thổ là đúng rồi. Độn Thổ, người ta ở xã đó kêu bằng gà gừng. Gà gừng. Hôm qua tôi đi ra mấy ông ngoài xã này kêu bằng gà gừng. Tôi nói ủa gà gừng gì anh kêu kỳ anh. Kêu vậy, cứ việc em nghe vậy đi. Rồi, nói chung mẫu chuyện của tôi á, thì tôi hiện nhà tôi làm hụi bậy bạ giữa chú nội. Mà mới thì nói chung mới 7-8 tháng nay thôi. Là biết nó từ đi núi. Đi núi rồi về cái nó xin nó vô hội thì cũng có thăm qua lại nó mới núi là đi chùa hả? Đi chùa, đi Châu Đốc á. Nó mới xin vô hội nó về. Má nó nói là cho cưng làm hội cưng cho chị vô với nó nói thì chồng sớm không à. Có vô thì vô. Rồi cái nó mới về cái đâu cách tháng 2 tháng sau cái nó mới nói cô có làm một mãn hội chưa? Có mãn hội cho con vô với. Nó nói có mãn phần con có vô con vô. Thì vô cái mới nói là cái tháng sau mãn nữa cái nó mới nói vô con vô 2-3 phần đó nhưng mà cô cho hốt phần nữa nha là cô kèm lại 2 phần tại vì nào giờ cô với con không có mận ăn cái gì hết trơn qua lại thì cái nó vô một phần cái đâu 5-6 tháng nó mới hốt một phần đó cái mới nói là bữa nó hốt hụt nó hốt là không trúng thành ra người khác hốt hốt trượt. Nó hốt trật. Cái bắt đầu nó lên nó năn nỉ em. Nó nói là cô ơi con kẹt tiền quá cô đi hỏi mượn giùm con. Thì ở nhà ở gần đó là có cô Út.
cốt hay cho dai. Mấy lợi đó là mượn tiền nó rẻ, tiền bạc đó là nói chung quy là em mượn tiền là tiền rẻ em mới mượn, còn tiền mắc em không mượn. Em biết em giúp ai là em mượn tiền rẻ chứ em mượn tiền mắc. Cái nó thôi con biết vậy thôi, cô mượn giùm con là 60 triệu bằng cái dây hụi mãn, cũng như tháng sau là hốt dây hụi đặng là tả qua. Cái mới nói thì con mượn đỡ con tháng thôi, tháng sau con hốt hụi con tả qua. Vậy cái mượn cho nó 60 triệu rồi bắt đầu cái tháng sau nó hốt phần hụi cái nó hốt được là 60 mấy triệu á. Cái nó lên nó cô ơi, giờ con á con mắc nợ người ta mà bạc mắt không à, thôi cô để bạc lời cho con đóng người ta đi, rồi hụi này cô giao cho con tả bạc người ta. Thì nói ai biết thì con có tả bạc người ta thì con tả, ví dụ cô hỏi bạc rẻ bạc mắt thì con tả người ta đi, đặng con có vốn một bằng ăn, chứ bạc mắt quá sao con đóng lời nổi. Thì mình ở chòm xóm mình thương nó mình nói vậy. Cái nói thôi giờ hốt phần hụi này là con nói má con ra cô mới đồng ý giao, chứ mình con là cô không có giao. Thì má nó ra là má nó đứng lãnh, nói thôi nè thì chị biết hụi này thôi cưng đưa cho nó mần ăn, rồi nó đóng cho cưng. Tôi nói ừ thì chị có nhận thì em biết. Rồi bắt đầu cái một thời gian đâu 3-4 tháng cái em không cho hốt hụi nữa. Cái nó mới nói em có thường xuyên, em nói là không có cho con hốt hụi nữa nha, hụi này cô kèm. Cái bắt đầu em mới làm hụi ngày, cái nó mới vô hụi ngày, nó cũng đóng đàng hoàng. Tân khi 3 tháng đó là nó đóng đàng hoàng, không có tập dục ngày nào. Tiền bạc thì nó đóng lịch sự lắm, chứ không phải là mình nói nó đóng ấy nha, đúng ngày đúng giờ đóng. Rồi tới khúc mà nó bắt gà, nó mới nói thôi cô ơi giờ con không có tiền bắt gà, thôi cô mượn giùm cho con. Bắt gà là đi bắt trộm gà hả chị? Bắt gà là đi mua bán lại. Buôn gà, lái gà, lái gà. Không có, cái bắt đầu lái gà. 3 tháng sau cái nó kẹt tiền, nó tả cho nhỏ này nè. Nó mới kêu á là cô ơi tiền bạc mắc quá, cô mượn con thêm 20 mới đi. Là mới nói nó thôi giờ thôi 30 đi cô. Nó tả cho ai mà 30, nó tả cho dì nhạn dưới nữa. Cái mới nói ủa bạc mắc mà mày hỏi hoài hả thổ, trời ơi sao mày bấm lợi mày không ngán ha. Nói vậy ngán nó tợ giờ cô giúp con rồi cô giúp cho tốt đi. Cái bắt đầu vô mượn tiếp thì bả cho mượn, bà chủ cũng vẫn cho mượn. Này cho mượn thì tôi cũng về cái đầu đâu chừng tháng mấy nữa nó không giờ cho mượn 20 triệu mới đi, là tổng cộng nó mượn nợ là 110 triệu, vẫn đóng lời cho người ta là bạc rẻ nha, bạc rẻ chứ không bạc mắc. Tại vì người ta đáo hạn ngân hàng mà người ta cho bạc rẻ mà người ta không có tâm lắm. Rồi ở đầu nói thôi giờ con mần con phải gán lo nha, còn 2 dây hụi này để đặng hốt tả nợ cho bà này là cô lãnh giùm, thì con phải để đó đặng cô hốt. Cái đâu chừng 3 tháng sau cái nó mới nói tờ giờ bắt gà mà con không có tiền bắt gà, mà giờ cô có mượn ai được không, mượn được thì con bắt gà ngày nào con cũng tả, ngày nào con cũng tả, ngày nào con cũng cho tiền ta, lời nhiều cho nhiều lợi ích cho ít. Nó thôi tệ ơi mẹ ơi, bắt gà gì mượn thế ghê vậy. Nó tờ 1000 con gà, 2000 con gà nó bắt vậy mình đâu có biết có bắt hay không. Cái nó mới nói thôi giờ con mượn giùm đi, mình cũng nghe lời nữa, mà sao cái gì mà nghe lời dữ. Hồi đầu là kết luận là mình ngừa nó rồi, là không cho hút mũi rồi, mà sau thời gian sau này tôi không biết nó xài bùa hôn nhân, nhưng mà nói thế nên đẹp trai, nói sao chắc mê đẹp trai nè, chồng nó mày mê nó, tao nói mê gì trời ơi khổ cũng chết mày mê. Cái vậy cái nói cái tôi mới qua nhỏ em tôi bển á, tôi nói Hằng ơi con có tiền không, cho nó mượn đỡ cho nó bắt gà. Cái sáng chiều nó bắt, sáng nó tả cho cưng, cưng có quay gì quay, rồi chiều cưng đưa nó mượn, rồi sáng nó tả cho cưng, rồi nó bắt nhiều thì cho nhiều, chị đứng chị lãnh cho. Cái vậy cái con em mới đưa mới nói là đó là chị lãnh nha, chứ em không có biết nó, chị em không à, chú không bắt buộc mà, nói chị em không à, thôi để em đưa cho chị, em đưa chị vậy em đưa nó. Cái đưa cho nó thì ngày đầu á thì nó lấy có 70-80 thôi, rồi sau nó mới lấy tăng lên là 150. Ồ, 150 triệu. 150 triệu. Ồ, dữ vậy. Nó nói gà càng ngày càng nhiều. À, gà. Giá gà càng ngày càng cao. Gà nó trên núi rồi. Càng ngày càng cao. Cái nó cũng đưa người ta ví dụ ngày 400-500, người nhỏ đó thì tôi 400 luôn. 400-500 ngàn. Nó nói là bắt nhiều. Nó bắt nhiều nó cho nhiều. Cho lời. Bắt ít cho ít, nó em chị nó không có cho dai, nhưng mà cái tình nghĩa với chị là nó cho chị mượn, cho cô mượn, nhưng mà con phải mặn ăn đâu đó đàng hoàng.
ví dụ con hứa chứ con cô là không có cho vay, mà em cô cũng không cho vay nha. Nói trước nha, ví dụ mà ngày nào con bắt con không có con mới tả quần số vốn cho người ta, rồi tối con lấy mời con tối con bắt mời con tả lại cho anh ta, mà làm vậy suốt hai mấy ngày cái nó hứa thôi. Có nhỏ kia nó kẹt tiền gần tới đám cưới con nó mới lấy lại, nó nói thôi em lấy lại nghe chị đám cưới rồi này kia, cái nói thôi nói vậy về để chị nói nó. Thôi Ngưng mẹ ơi, mất công quá ta làm giùm cũng phiền phức lắm. Cái nói thôi Thổ ơi, con đưa tiền lại cho người ta nha, người ta lấy lại á. Cái nói thôi cô gán hai bữa đi rồi con rút tiền ra hết con đưa cho cô, thì nói an tâm rồi. Thì hai bữa cái là mất tiêu, mất thì tiêu. Ngày nào cũng lấy hết nhưng mà hai bữa đó cái nó đi mất tiêu. Trốn rồi. Đi lại trốn luôn. Vậy là tổng cộng nó mới chỉ bị có bữa sau, có bữa sau nó mới nó nói vậy, nó nói giờ rút chưa được. Thôi cô lấy tiền này đỡ cô đưa cho cô Hằng, dì Hằng đi. Rồi con rút được con đưa liền, thì mình nó đưa tiền cho người ta thì mình cứ xách chạy tả đưa. Rồi bắt đầu là bữa không, cách mấy bữa nó mới hốt phần hụi, nó hốt phần hụi nữa là nó mua chiếc xe, có sao kể vậy nha. Nó mua chiếc xe du lịch là con đặt cọc 20 triệu rồi, mà giờ cái xe có 80 triệu thôi. Xe du lịch gì 180? Xe gì không? Xe ve chai rồi. 4 chỗ. Xe này xe ve chai rồi. Xe đời cũ. Cũ thì nó là 180 là xe. Nó nói nha, mình không biết nó mua nhiêu không biết, nhưng mà nó nói 180. Cô cho con hốt 7 phần mỗi ngày này đi, với 1 phần mỗi tháng này nó còn nhập vô là 100 mấy triệu. Tổng cộng hụi ngày với hụi tháng là 100 mấy triệu đó, không có nhớ vụ mấy triệu. Chạy xuống chị thứ ba của em là mượn thêm 40 triệu nữa cho nhập vô cho đủ. Rồi nó nói má nó đưa 40 nó là đủ mua. Là chiều bữa đó là đưa tiền nó, ủa chừng nào con trả tiền người ta 150 triệu lợi nó nói, cố gắng ngày mơi ngày mốt con cứ mơi mốt không à. Rồi bắt đầu mua xe về đâu mấy bữa rồi bắt đầu. Có mua xe không? Có, mua xe về đậu đó. Thuê xe rồi. Nhưng mà bản số thì đi ra ngoài Bình Phước á, nhỏ cháu test camera lên là bản số 51. Về đậu tại đó bản 660. Thành ra rồi thuê xe. Người ta nói là tới 3 bản số rồi, người ta nói thôi. Thua. Mà mình không biết cách vậy sao không, mà. Không, thuê 3 chiếc xe. Hả? Thuê 3 chiếc xe. Không, có một kiểu màu. Đúng một chiếc. Màu thì thiếu gì màu. Một màu. Nó thuê xe rồi. Xám xám trắng á. Nó thuê xe nó về đã khè chị rồi nha. Không, có đi mua thiệt. Ở Bình Long. Ba nói với nó đi mua, tại vì tôi đích thân chưa thôi. Một cái thằng đang bể là chị nghĩ sao đi mua xe vậy? Tiền của tôi, tiền giao hụi, thì tiền mượn của má nó 40, rồi mượn tiền mượn của chị tôi là 40. Có thể tôi sẽ hợp đồng với cái người bán xe. Tôi mua cái này nhưng mà tôi sẽ mua cho tôi chạy thử. Ba nói là đi đích thân Bình Long mua mà, tại vì tôi hỏi kỹ càng là. Nhưng mà chị biết nó công việc là ổn định không mà nó đi mượn tè le thế nét thì mua xe hơi. Thấy nó buôn bán rồi nó bắt gà nó lời, nó nghĩ là. Chị có thấy bắt gà không? Không thấy. Gà thì cũng... không thấy, chỉ có nói thôi gà, ha. Có điện thoại thì nghe bắt gà nhưng mà đúng nó rồi. Bắt toàn là gà giạc nên đúng nó rồi. Quay thôi. Em đang đi cũng bắt gà đây nè. Alo, bắt cho tôi 5 tấn gà. Alo, bắt cho tôi 10 tấn thì gà. Nói chung là mình không thấy nhưng mà chỉ nó nghe nói đấy thôi. Là những cái màn kịch thôi, nó lừa chị hết khu. Đó nó lừa đó, thành ra cả đống người chứ không phải mình. Hiện nay là chị bị mất cho thanh niên đẹp trai này, cao to đen hôi đẹp trai này là bao nhiêu tiền rồi? 430 triệu. 430 triệu. Tiền này là tiền của chị hay tiền của ai? Tiền của người ta không? Trời ơi, của người chỉ ta. Chỉ có hụi là bây giờ là tôi mới đóng nè. Tiền của người ta, chị ăn vàng ăn bạc hay là chị nhìn thấy nó đẹp trai? Trời nói chuyện ơi. Ngọt không? Hả? Nó nói chuyện có ngọt không? Nó nói chuyện bình thường thôi chứ cũng có ngọt. Ngọt bằng em không? Thua. Hả? Đẹp trai bằng em không? Đẹp bằng nhìn thấy hình người ta đẹp không? Thì đẹp trai rồi. Đẹp trai thì chị mới tính chấu. Nếu mấy ông xấu bẩn thì nó chắc chắn là chị không bị lừa đâu. Đúng không? Tôi không biết cách sao tôi. Ông này chẳng biết, ông này không biết cách sao mà nó gạt tôi được tới mức độ đó thì. Thanh niên này không biết cận thật hay cận giả, hay là cận trí thức giả bạo, hay là ông này bắt gà trên cung trăng. Không đâu, không có cận đâu, không có cận, bình thường. Đeo vậy thôi. Đeo cho hoành tráng. Đeo hoành tráng à? Đeo hoành tráng thôi rồi, không cận nha. Vậy là xong phim rồi. Vậy là hiện nay là 430 triệu đã bốc hơi. Bây giờ bao nhiêu người đòi tiền chị rồi? Bao nhiêu người hả? Bao nhiêu người đến nhà chị đòi tiền? Mấy người? Đâu có đòi tiền gì chứ em. Chị cho người ta mượn, chị đi mượn. Mượn nhưng mà tôi phải có trách nhiệm, đóng lời cho người ta đàng hoàng, đâu có bỏ được. Đóng lời chứ còn gốc khi nào trả đây? Gốc hiện giờ không biết sao nữa, đấy, không biết không... sao. Rồi, nay mai về bán một gốc đất đi. Thì có thể bán gốc đất kêu về cho mượn thêm. Thấy không? Chứ giờ đâu biết sao là mình mượn của người ta, mình phải uy tín, thôi mình phải tả người ta, đóng lời đâu phải là mắc. Nhưng mà thế này, mình nói thật đi, là mình đầu tiên đồng ý là gọi cô cháu hay chị em gì đó, nhưng mà mình cô có tình cảm hay không? Không.
Nhưng mà thanh niên này có ý định nhìn trộm chị không? Không. Không, không, nhìn, không, 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 tại tôi là từ hồi xưa giờ không có ai mà gia dẫm tôi được hết á. Cuộc đời tôi là chỉ có chồng có con mà thôi. Chắc anh vậy? Chắc luôn, tôi sống từ đó rồi là vậy á. Nhưng mà thanh niên đẹp trai mà. Nhiều người thương nhưng mà tôi không có cảm tưởng mà để tới để ý người ta đâu. Có chỉ yêu có chồng. Chồng thôi. Yêu chồng dữ ha. Đúng, sống là một mực với chồng. Chừng nào chồng thôi thì tới đó mình tính chứ chưa biết như thế nào. Là chung thủy với chồng. Đúng rồi. Người đẹp là chung thủy với chồng. Sống đấy. Là sống vậy đó nha. Tâm thì sống vậy đó chứ yêu chồng sao cuộc đời mình không biết sao. Nhưng mà yêu dữ mà sao, tại sao mà vẫn dính bả? Không, tại sao không nói chuyện với chồng? Không ạ, chồng biết. Chồng cũng cầm tiền đưa cho nó luôn. Ồ. Tại vì chị á, chiều là chị đi góp hội. Góp hội ngày người ta chị mới để anh ơi, anh đưa tiền cho nó nha. Ồ. Đưa cho ông Thổ là chiều 5 giờ là chị về chị đưa. Rồi, là trong khi nó cũng đưa tiền cho chồng. Thì thành ra vợ chồng đều biết hết. Nói chung là cái câu chuyện này chị này không phải một mình chị mà hai vợ chồng đều biết. Biết hết. Yeah. Không có giấu giếm. Hiện nay là chị đi mượn. Số tiền mượn là mấy trăm triệu. Là mượn không là 260 triệu. 260 triệu là mỗi một tháng hoặc mỗi ngày chị đóng nhiêu? Là đóng cho bà đó là bạc 6 phân là 6.6 triệu. Ôi trời ơi. 6.6 triệu. Còn bên em tôi bây giờ nó nói là nó cũng mượn người ta bạc 4. Cho mượn chị là đóng 150 triệu là tháng 6 triệu. Thế là tháng 12 củ rưỡi rồi. Đó, giờ làm không có phương cách nào mà để ấy hết trơn á. Thôi bây giờ bảo giờ chồng. Giờ mong cho nó, tại vì tiền của chị là nó ôm còn nguyên nha. Sáng tả chiều. Mua xe hơi rồi. Sáng, không, xe hơi là tiền. Còn một phẳng mua xe hơi là về, trong khi cả tuần lễ nó cũng vẫn lấy là sáng tả chiều. Chiều lấy, sáng tả chiều lấy là tiền nằm nguyên trong tài khoản của nó. Nhưng mà nó đi khách sạn ăn hết rồi. Thì đúng rồi, nó ăn hết rồi không, không biết. Ăn hết rồi, bây giờ này. Nhưng mà tiền trong tài khoản vẫn. Bây giờ chị khẳng định là chị không có tình cảm đúng không? Không. Rồi, được rồi, vậy là anh em biết ha. Bây giờ chị mong muốn nhất điều gì hôm nay? Mong muốn các anh em hiệp sĩ này nè đi tìm giùm. Được. Về trả nợ cho những cái đồng lời. Chị không có thể nào chị mần thì trả được. Tại vì chị con đau con bệnh rồi ở nhà. Được. Giữ cháu nội cho cha nó đi mần. Thành ra không có mần cái gì mà để ra đồng tiền lớn hết. Dạ. Chỉ có góp hụi rồi ăn đầu thảo bậy bạ chút đỉnh để cuộc được. Sống trong gia đình. Hôm nay hai chị em từ Bến Tre về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm một thanh niên cao to đẹp trai. Đúng không? Đúng. Lừa đảo toàn nói bắt gà mà. Bắt gà không? Cứ bắt gà mà bắt trên cung trăng. Bắt đầu không biết. Nhưng mà chị chưa thấy con gà nào? Không. Đó, không biết xạo luôn. Rồi. Rồi thì bây giờ này. Đồng ý là người ta xạo người ta mới lừa. Người thật người ta không có lừa. Đúng rồi. Nhưng mà chuyện lừa là lừa rồi. Mất lừa là mất rồi. Mình không? Thật lòng quá người ta lừa. Đúng không? Hai chị hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin lên. Thông tin các chị đưa này có đúng sự thật không? Đúng sự thật. Đúng, không nếu có gian dối một. Nếu sai tôi chịu hoàn toàn với pháp luật. Rồi, ok chị, còn tôi, chị bên nếu sai tôi cũng chịu hoàn toàn pháp luật luôn. Không một lời gian dối. Hôm rồi á thì tôi qua nói khúc này. Hôm tôi đưa 20 triệu tiền đó đó nha, tôi có vô tôi nói ba nó nói chị đưa đi không sao, chị đưa đi 20 triệu đó chị đưa đi là 20 triệu của má tôi đó. Tại sao hôm nay chị cũng lên đòi ba người ta? Giờ tôi vô tôi đòi á thì nó nói để liên lạc nó về tôi kêu nó tả. Thì nói chung thì vợ chồng nó chuyện nó cũng tốt lắm. Tốt bụng lắm chứ không phải là nói ảnh chỉ mà chứ nó cô không có nói ngang nó không có nói ngang ngược nó để chừng nào thằng Thổ nó liên lạc về tôi kêu nó tả trước sau gì cũng tả nhưng mà giờ tôi liên lạc không được đó chứ theo như mà 20 triệu đó nó kêu tôi đưa là nó phải tả đó. Có nghĩa là bây giờ hiện nay thì hai chị đều là nạn nhân là một trong những nạn nhân hiện nay đi bắt gà gọi là bị hại đúng không bị cái tên Thổ này độn Thổ này gọi là lừa các chị. Nó lừa, nó này nó lừa. Đúng không? Chứ không có thật nhá. Thì thôi thì bây giờ thế này. Anh em hiệp sĩ Bình Dương chưa dám chắc là có liên hệ được cho cái tên độn Thổ này hay không. Nhưng hy vọng nếu các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội nếu ai phát hiện được thông tin như hình hoặc hình ảnh thì có thể liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888. Các anh em này hoàn toàn là giúp tất cả các trường hợp miễn phí, không có lấy ai có tiền hết. Nha. Cái thứ nhất, cái điều thứ hai, nếu như ai phát hiện được thông tin mà hình nhận dạng nêu trên, thì âm thầm báo cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, các anh em hoàn toàn giữ bí mật. Đó, để mục đích chính là giúp cho tất cả các bị hại. Hy vọng là mọi người có thể lấy lại tài sản của mình, trả lại những số vài tiền mà mình đã từng vay mượn. Nghe mượn không khổ dữ lắm, đóng giùm. Yeah. Mình không bao giờ mình giật người ta được, bây giờ phải gán mà lo đóng cho người ta.
chứ nó giật mình thì được mà mình giật ta không được. Dạ, hai chị có điều là muốn chia sẻ cuối video này để hy vọng các cô, các chú, anh chị ở tất cả các tỉnh tránh tình trạng bị lừa đảo, bị dụ của trên trống này. Mình có điều nào? Mong các anh, các chị đừng có giống như tôi. Vậy tôi cũng bị lừa, tôi cũng khổ dữ lắm, thật sự tôi khổ dữ lắm. Lừa mà lớp qua rồi thì bị cũng bị chồng chửi. Nhưng mà thôi giờ tôi nói mấy anh mấy chị rút kinh nghiệm lại đi. Đừng có thương người nữa. Đừng thương người như tôi. Đó đúng là tôi thương người quá. Thành ra tôi bị lừa. Yeah. Tôi cũng mong mấy anh, mấy anh hiệp sĩ tìm giúp giùm tôi. Yeah. Là tôi cần cái số tiền để tả người ta thôi. Còn cái vụ hụi hàng thì tôi gán, tôi chàng, tôi gánh 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 dòng được. Cái phần tiền đó tôi không có thể nào mà tôi tả nổi. Gọi là hiện nay thì chị giao cho độn tên độn thổ là rất nhiều lần tiền. Đúng không? Thì có 20 mấy ngày thôi. Nhưng mà rất nhiều lần. Đúng, nhiều lần, nhiều lần. Dạ. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương hiện nay cũng không biết nói gì cả. Cũng xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của các chị. Đường xa xa xôi về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương. Thì các anh em đây cũng tận tình giúp đỡ các chị nhé. Hy vọng trong thời gian tới sớm nhất có thể anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được thông tin. Rồi, thanh niên này. Cảm ơn chị nhé. Dạ, cuối video cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ của Bình Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe các cô chú anh chị luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ cho đội hiệp sĩ của Bình Dương trong suốt thời gian qua để giúp đỡ giúp người. Hy vọng là trong thời gian tới thì các cô chú anh chị ai đó quen biết cho vay cho mượn hãy cảnh giác tránh tình trạng bị lừa đảo dụ dỗ giống này. Lừa đảo phải nói hết cả cũng là nọ hết lần nọ qua lần kia, nhưng mà đây rất may mắn là chị là hiện nay thì chị đã tin lời tên độn thổ là vì cao to đẹp trai. Nhưng mà cũng may mắn cho chị là hiện nay chồng chị vẫn còn thương. Đúng là chồng chị bây giờ bê chị ra đường vứt thì nên lúc mà còn khổ nữa. Đúng nhưng rồi. Rất may mắn cho chị ha. Chửi tối ngày. Đúng là chửi nhưng mà vẫn còn may. Đúng, không chửi, chửi mà còn thương chứ không phải là chửi. Chửi là chửi cái ngu á. Chứ chồng chị bị lừa đó. Chồng chị mà đổ tội cho chị là chị có tình cảm. Là rồi. Chị còn khổ nữa. Đúng. Nhưng mà đây may mắn cho chị là chồng chị vẫn còn hiểu. Nha, rồi. Còn hiểu biết một chút cũng còn. Rồi may mắn cho chị nha. Hai chị nào cũng có điều may mắn nhưng mà xui thì mất tiền. Mất. Rồi, cảm ơn các chị nhé. Không nổi. Rồi, chúc các chị thượng lộ bình an ha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn.